chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm máy tính bảng iPad 4. Máy tính bảng iPad 4 phiên bản 32GB, Wi-Fi 4G, tình trạng máy mới 99%. Đây là tình trạng của máy. Sản phẩm này đang được bán ở Wacom với giá là 6.750.000 đối với phiên bản màu đen. Đối với phiên bản màu trắng có giá 6.950.000. Các bạn cũng có thể mua với giá 1.200.000 thông qua hình thức mua trả góp. Với hình thức này, các bạn chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe. Thời gian chờ duyệt hồ sơ hơn 15 phút, các bạn có thể được nhận máy ngay. Máy được bán ra ở Wacom, được bảo hành 1 tháng phần cứng, trọn đời phần mềm, hỗ trợ đổi mới trong 15 ngày đầu nếu có lỗi. Các bạn quan tâm đến sản phẩm, có thể qua trực tiếp showroom Wacom 14 Thái Hà Mới hoặc truy cập vào website wacom.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.